Hello, nên cho anh em nên mình sẽ review cái frame 5 inch dành cho FPV mình mua ở trên Shopee với giá là hơn 400k. Con này nó để giá là 460k nhưng mà mình mua hai bộ và mình áp thêm một số mã nữa thì nó tầm khoảng hơn 400k một tí. Thì frame này có gì? Thì am dày 5 ly tấm trên, dày 2 ly tấm dưới là 2 ly rưỡi hay sao ấy. Đó, như các bạn nhìn này có các trụ rất là đầy đủ, cái TPU để bắt anten và TPU để bắt cái này dành bản cho O3 thì nó bắt cái E unit vô đây. Đây, các ốc bắt mạ titan màu vàng nhìn có vẻ xịn xịn. Hai lớp cái này, hai lớp đó thì nó có những cái AMR như này, gãy thì mình có thể thay được nhưng mà 5 ly thì chắc khó gãy, mình sợ là nó gãy là dễ bị gãy mấy cái tấm top hoặc tấm bót này này. Nếu mà nó dày thì cỡ 3 ly thì ngon hơn. Thì nguyên bộ của nó được đặt trong cái này thì mình có tìm cái tên này, đúng ra là cái con này luôn, HSKRC Mark 4. Mà cái này đâu phải DC đâu, đâu phải kit test card đâu, cái này kit kiểu kit X mà. Đấy, nó được đóng gói, mình mua luôn hai bộ đóng gói, các bịch ốc rất là đầy đủ. Thì nó cho mình dư như những con ốc này, sau khi bắt xong thì dư cái này để ốc này để bắt FC, bốn ốc bắt FC có cao su luôn. Rồi, có một cái tấm nằm dưới luôn, nó khá là đẹp, chủ cũng cho mình dư luôn. Cái này tấm này là tấm dán pin đó, và dây đó, với giá hơn 400 một tí cũng thấy khá là ngon. Nếu mà so với những cái kit mà mình mua 1,2 triệu 1,6 triệu là mình mua hẳn được ba con như này về tha hồ bay vào đập. Thì cái này nó dùng carbon là T300 hay gì đấy thì nó không đẹp bằng những cái carbon đời mới bây giờ. Những carbon đời mới bây giờ là nó xài T7000 ấy, nhìn nó sẽ kiểu vân 3D hơn nữa. Cái này mấy cái này là mình quét chống rỉ lên rồi nên nó bị mờ mờ đi, cái của nó sẽ óng ánh như thế này này. Đấy, cái này carbon T300 đời cũ. Và giá trị ở mấy cái bọn xịn xịn ấy, khung xịn xịn là nó như có cái khung cam bằng titan hay cái gì đấy. Đấy, nó sẽ đẹp. Ngay cả mấy con như là Roma F4, F3.5, F4 đấy, hoặc là F5 vậy, nó có những cái khung nhôm hay titan như này này, chống va đập này. Nhưng bọn rẻ tiền thì nó sẽ không có, nó cũng chỉ là cái miếng carbon thôi. Đấy. Và con này nhẹ, nó khoảng 110 120 gram thôi. Nhẹ hơn cái bọn này nhiều, bọn này nó nguyên cái frame của nó là tầm 160 đến 180, chung chung là khoảng tầm đây. Nên bọn này nó nhẹ. Cái này am nó dày 6 ly là mà, nặng là đúng rồi. Con này dày có 5 ly. Và mấy tấm này nó cũng nó có một tấm thôi, như bọn kia là thường nó có hai tấm, một tấm bên trên nữa. Thì nó sẽ nặng hơn xíu và những cái tấm này nó cũng dày hơn. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái bộ đồ lòng của con Roma F35 này mình tháp qua đây, bỏ qua đây để bay xem ngon nghẻ gì không nhá. Rồi, đây là con 5 in HSKRC mình đã ráp xong và mình đã chuyển hết bộ đồ lòng từ bên con Roma F35 qua với tinh thần là nhà có gì xài nấy, GPS TPU GPS mình cũng dời qua. Cái phần anten của cái này thì mình thích xài anten rời nên mình cũng mang qua đây, cái jack cắm pin mình cũng mang qua đây luôn đó. Thì thiếu một vài cái TPU, nếu mà có TPU nữa mình ráp ở đây nữa thì nó cũng khá là đẹp. Còn cái này mình mua riêng, mua theo cái bộ mình thấy có cái này nó khá hay, nó sẽ chống yellow rất là tốt nên mình mua một cái về mình gắn thử. Cam Vista
không có cái đầu CNC nên có đầu carbon. Thì mình đã bay thử rồi, bay thử con này rồi. Lý do là mình chuyển qua 5 inch bởi vì cái này mình dùng tháp này, motor 2203.5 này, mà đi trên cái con 3,5 inch này thì nó khá nặng, 300 gram. Khi mình dời qua đây thì trọng lượng con này cũng tầm 300 gram, 320, trọng lượng cũng không nặng hơn là mấy mà cánh to hơn, lực hơn, dĩ nhiên là đi nó sướng hơn rồi, ngon hơn rồi. Thì mình sẽ nói sơ qua về những cái dở khi mà build cái thằng này, đó là đầu tiên là cái kit này nó dài, thằng này nó ghi cái bộ kit này là kit DC thì mình cũng không chắc là phải hay không, tại vì cái phần cam này nó cao hơn motor. Nếu mà đúng như cái con 5 inch này, con 5 inch này nó cao hơn motor thì đi nó không bị dính cánh, không bị dính cánh. Thì con này trên DVR nó cũng dính, nó bị dính cánh một xíu. Nó không biết là đi trên O3 cam góc wide thì không biết có dính cánh hay không. Nó đặt tên cho con này là DC. Đầu này cũng khá lồi, nhưng mà có carbon nên bảo vệ chắc cũng tạm ha. Không sợ bị bẻ lên ha. Cái này thì nó làm dài sẵn rồi nên cũng bảo vệ khá ổn cho motor. Nếu mà các bạn thích thì in thêm TPU cũng được. Phần này hay đế này mình bắt thêm, chứ nó không có, nó cho mình 4 cái mút thôi. Đó, nên mình bắt thêm cái này thì đáp thì nó cũng khá ổn. Và một cái dở nữa là thằng này nó dài, hồi nãy mình nói là dài, nên nếu mà mình bắt Vista xuống cái lỗ của VTX á thì cái dây nó không tới. Dây không tới nên mình phải cột bằng dây rút. Có bay là được rồi, kit này kit tập thôi mà đâu có cần phải chuẩn quá làm gì. Bay ngon là được. Đó thì anten thì mình để đây, pin để đây, nói chung là cũng không động chạm mấy, GPS nằm đây, ngon lành. Cái này thì mình gắn vô luôn cho nó đẹp. Thì nói về cái cảm giác bay, bay cine thì đầu tiên là không bị yellow nha, rất là chắc chắn luôn, cứng ngắc luôn, không bị yellow. Còn nếu mà bắt thằng này là 20, theo công bố và nhận xuất là cái khoảng cách cam này là 20 thì bắt được cả O3 cũng được. Nhưng mà bắt vào cái frame carbon này mà không có cái mấy cái miếng cao su thì không biết nó có bị ngáo zero hay không, thì mình không chắc, cũng hên xui. Ngày xưa mình build con ODT25 mình bắt vào frame carbon luôn mà vẫn bay ngon lành. Nói chung là cái vụ mà ngáo zero thì có thể fix được bằng cách đổi lại firmware 48 kHz, đổ lên thì nó không trùng với cái tần số của zero của con O3 là 24 thì sẽ không bị ngáo. Mình đổi lên 48, đổi lên 48 hoặc là 96 hoặc 128 gì đó cũng được thì nó không bị ngáo zero. Còn đây Vista thì nó không có trung rung, nhưng mà nó như clip mình bay thử đây là nó không bị yellow, nó rất là ngon lành. Còn về bay freestyle thì bay cũng được, không biết mấy bạn mà chơi S-Bang hay là phần freestyle thì không biết nhìn clip này các bạn đánh giá như nào, nhưng mình thấy bay freestyle đây, mình thử vài làm bài phòng nhào lộn thì thấy nó cũng ổn, nói chung là khá ngon lành. Mà lực hơn nhiều, mình build 3.5 F35 mà nó thiếu lực quá, do xài tháp rồi xài motor này nó nặng quá, bay nó bị thiếu lực nên mình mua kit này quá rẻ, 400 ngàn về tháp qua bay. Anh em nào thích đẹp nữa thì in mấy cái tepu màu lên, màu trắng này, màu đỏ gì đó, bay ngon lành, cũng ổn đúng không? Không biết cái tấm top này nó có 2,5 ly như này thì không biết khi mà pha đập là nó có ảnh hưởng như không ta.
cảm giác là cái phần để FC này, FC này nó cao hơn một xíu nên mình không có khoảng không. Còn này mình độn hai cái này để mình đi dây cho nó khoảng trống cho nó mát nè. Chỗ này vẫn có chỗ để luồn dây để đeo pin. Chỗ này rộng bao la, mình để cái còi đây rồi mình không biết để cái gì nữa. Anh em thích thì có thể để dây nguồn ra phía trước này cũng được. Thì chỗ này mình sẽ để cái tụ ở đây. Đó, mình móc cái dây nguồn ra đây, mình cắm pin phía đầu này nó hay hơn. Đó, phía này thì mình sẽ có nhiều khoảng trống, mình để VTX, mình để Vista hoặc cục AU ở đây. Anh em mà đi O3 thì phải thay cái dây này dài dài ra chứ không là nó không đủ đâu. Cái này mình nó hơi căng rồi đó.